Một vóc dáng, một phong thái, một khuôn mặt. Cũng từ chiều hôm nay muốn giới thiệu đến tất cả mọi người, đó là chị Trần Thuận, một nữ họa sĩ rất được mọi người biết đến qua phong thái và cách thể hiện của chị trên nền tranh sơn nước. Và có lẽ không gì nói lên rõ được chị bằng một bài viết đã được đăng trên tờ báo Nhân Dân vào ngày 13 tháng 3 2013. Lúc khách xin được trích dẫn ra đây để chúng ta cùng chia sẻ. Nữ họa sĩ Trần Thuận tự pha màu đời tôi. Giữa không gian thâm trầm của Đà Lạt mùa trở gió, tôi đã gặp chị. Sự mặn mòi của người con sinh ra từ miền quê nắng gió miền Trung vẫn đồng hiện trên khuôn mặt đó. Họa sĩ Trần Thuận không qua trường lớp mỹ thuật, Trần Thuận tự khám phá hội họa bằng chính bản năng và tâm thức, với slogan gắn với nghề cầm cỏ của mình: tự pha màu đời tôi. Những mảng màu trong tranh của Trần Thuận cũng giống như cái nghiệp của chị ấy, chân thật không giấu diếm. Trần Thuận sử dụng phương pháp thể hiện đồng hiện không cần đến sự thấu thị trong hội họa. Trong tranh của Trần Thuận thấp thoáng tranh mộc bản của Nhật Bản và Pop châu Âu. Cái hay của Trần Thuận là truyền tải theo ý đồ riêng của mình trong màu nước. Một họa sĩ ngồi bàn với kiểu vẽ nổi tiếng bằng ngón tay ở xứ sở sương mù Đà Lạt, Võ Trị Nguyên là cảm nhận. Sinh ra và lớn lên trên giải đất duyên hải miền Trung, huyện Phù Cát, Bình Định. Giữa cái thời Hàn Vi nghèo khó năm 1965, Trần Thuận là người con gái hiếm hoi ở xứ này được theo học chữ. Trên sân trường những chiều tan học, cô bé Thuận lại cùng chúng bạn hí hoáy những bức họa nguệch ngoạc, hồn nhiên. Bởi theo chị, bút chì và giấy thời đó là cực kỳ xa xỉ. Những nét chấm phá thô mộc tự nhiên đó là theo chị suốt dòng đời. Ngoài trời Đà Lạt vẫn bằng bạc màu xưa bắt qua đầu những dạng thông, ngọn gió cao nguyên hoa ngoài truyền qua sườn đồi, lũ chim đang gọi nhau di trú. Tranh thủ gõ bằng phím lên Google tìm cái tên họa sĩ Trần Thuận. Thật lẻ loi, có lẽ đó là sự mộc mạc, quên màu son phấn của cô gái miền Trung, dù cái gì trong cái không gian khoan thai của Đà Lạt lúc này đang đồng hiện một cái tên Trần Thuận. Chị nói mình đến với tranh màu nước bằng sự mai mối của nghề kim cương. Năm 1997, chị rời quê vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp với vỏn vẹn 50.000 đồng trong túi. Đơn độc với đất khách, chị đi phỏng vấn và được nhận vào bộ phận thiết kế, mẫu, vẽ bằng tay để in trên bài hoa của một công ty may mặc Hàn Quốc. Khi không còn làm ở đây nữa, năm 2005, một mình tự mày mò nghiên cứu về kỹ thuật màu nước và mảng màu nó níu lấy mình. Trần Thuận là bộc bạch như vậy. Tranh màu nước không chỉ đòi hỏi tính nghệ thuật của hội họa mà cực kỳ khắt khe với cách pha màu, sự kiên nhẫn, tỉ mẩn khi cầm cọ vẽ, không đào tạo được chính quy. Chị tự tìm tài liệu lang thang qua các tiệm tranh khắp ngõ hẻm Sài Thành để bồi bổ kiến thức cho mình. Chạm mốc tuổi 40, người con gái có cái tên cứng cỏi đó đã bật khóc khi tác phẩm vẽ hoa bằng màu nước đầu tay có vị khách nâng niu mua lại. Đó là điểm mốc tuyệt vời, ăn hẳn trong cuộc đời mà mình không bao giờ quên, họa sĩ Trần Thuận đã nói. Giờ đây trong không gian của New and New Art Cafe tại 70 Trương Công Định, Đà Lạt, Lâm Đồng, giai điệu màu nước chủ đề của triển lãm họa sĩ Trần Thuận, hơn 20 tác phẩm về hoa và thiếu nữ Việt được chọn trong gia tài hơn 1.000 bức vẽ của mình, lần đầu tiên giới thiệu với công chúng. Chúng ta có thể hoài niệm, chiêm nghiệm với tác phẩm Vươn Lên Che Chở. Và sự vươn lên che chở đó, nó ngược nà đầm thấm với e ấp, che chung, tĩnh lặng với hạnh phúc và yên bình. Những tác phẩm màu nước triển lãm lần này, Trần Thuận đã thể hiện được sự tối ưu của phương pháp vẽ bằng airbrush, phối hợp với cọ vẽ, cọ chuyên dụng màu nước làm bằng lông chồn. Nên tranh của Trần Thuận mềm mại và hình thể và uyển chuyển về màu sắc. Họa sĩ Nhất Dương Chỉ, Võ Trị Nguyên đã nói, Trần Thuận cho hay lý do chọn Đà Lạt để làm triển lãm lần đầu tiên vì mình bị không gian và hoa Đà Lạt mê hoặc. Sau triển lãm lần này, đến 14 tháng 1, 2013,
chắc chắn mình sẽ lang thang xứ sở ngàn hoa này để trả nợ bộ tác phẩm Bốn Mùa Hoa Dạ Quỳ. Ngoài sự ra vô sáng tạo, cách vẽ màu nước và airbrush trên giấy chuyên dụng, Trần Thuận còn tung tẩy biến tấu và phương pháp dùng hóa chất và các chất liệu khác như cao su, sáp, muối ăn trong sáng tác để tạo sự mới lạ cho tác phẩm của mình. Chỉ thổ lộ, tranh màu nước không cần phải vẽ liên tục, không được dừng tay đến khi hoàn thành tác phẩm. Đặc biệt, ngay cả người vẽ cũng không thể sao chép lại chính bức tranh của mình chuẩn xác quá 80%. Có lẽ phần còn lại, theo Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng Phạm Quốc Ca, xem tranh của Trần Thuận, ta cảm được chiều sâu tâm thức, sự tinh tế trong từng họa tiết. Khi tôi hung nước màu trên tranh giống như tôi tự pha màu cho cuộc sống của chính mình, tôi nâng niu những tác phẩm đó như cách thể hiện chính của con người tôi. Về thời gian in trên khuôn mặt, những thăng trầm, còn những thăng trầm, còn những vệt màu giữ lại cho tôi những dấu ấn của cuộc đời, nó là món quà tuyệt vời của cuộc sống để tạo nên chính tôi bây giờ. Họa sĩ Trần Thuận thả lòng trong chiều Đà Lạt mùa chờ dọc. Trên đây là bài viết của Mai Văn Bảo trên tờ báo Nhân Dân đăng ngày 13 tháng 3 2013. Cùng tôi chiều hôm nay rất vui được chia sẻ đến tất cả mọi người về người nữ họa sĩ này. Và bây giờ xin mời mọi người cùng thả hồn theo tiếng nhạc của Kitaro và cùng thưởng thức những nét vẽ thật sâu sắc và vô cùng phong phú của người nữ họa sĩ có một cái tên thật cứng cáp, đó là nữ họa sĩ Trần Thuận.